Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy. Nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Quý vị và các bạn thân mến, việc Chúa Giêsu trở về quê nhà những tưởng sẽ đem lại niềm vui và tin mừng đến được cho người dân làng mình. Nhưng những người đồng hương của Chúa Giêsu không đó nhận người vì họ vịn vào việc họ bắt biết Đức Giêsu Nazareth, cũng như họ hàng thân thuộc của người rất rõ. Quả là quen quá hóa nhèm, vì quá quen thuộc với Chúa, họ lại trở nên cứng lòng tin, không mở lòng mình để có thể nhận ra đấng cứu tinh mà họ đang khao khát đợi trông. Một mục tử được sai đến với dân Chúa để đồng hành và dẫn dắt dân, lắm khi cũng gặp chuyện trái ngang như thế. Nhẹ thì dừng dưng không cộng tác, kiểu khác thì tìm cách loại trừ với muôn vàn lý do. Nhưng lối suy nghĩ và hành động như thế trước tiên chỉ tổ làm phương hại đến chính mình và cộng đoàn, vì đã quay lưng lại với ơn Chúa ban qua các vị mục tử là công cụ để đồng hành giữa dân và trao ban ân sủng Chúa nơi các bí tích và việc mục vụ, mục tử thi hành. Thánh Agatha mà giáo hội mừng kính hôm nay là một vị thánh can trường. Được sinh ra trong một gia đình đạo đức, thế giá tại Sicilia. Ngay từ nhỏ, Agatha đã khấn hiến chọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Càng lớn càng có nhan sắc, thêm tính nết dịu hiền, nên quan trấn Sicilia xin cầu hôn với Agatha. Vì Agatha khấn giữ mình đồng trinh, quan tức giận đã bắt giam với lý do Agatha có đạo. Các nhục hình hết sức tàn nhẫn, kể cả việc hạ lệnh nướng thánh nhân trên giường sắt nung đỏ không làm Agatha nhục chí. Ngài vẫn một mực trung kiên với Thiên Chúa. Quan còn ra lệnh dùng mảnh chai nhọn bắt thánh nữ lăn lộn trên đó. Hành động can trường làm cả thành phố náo động. Quintiano sợ dân chúng nổi loạn đã truyền giam thánh nữ trong ngục. Bị hành hạ trong bề, thánh nữ Agatha đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tháng 2 năm 251. Thiên Chúa đã thưởng công thánh nhân bằng muôn vàn phép lạ. Nổi tiếng là phép lạ thánh Agatha đã che chở thành Catana khỏi hiểm họa núi lửa. Lạy Chúa, Chúa ban cho con ơn này đến ơn khác.
khi thì qua một gương thánh nhân, khi lại qua những sự kiện trong cuộc sống. Xin ban cho con đôi mắt đức tin, để có thể nhận ra ơn Chúa và dám mở lòng mình để đón nhận ơn Ngài. Amen.